Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin, chúng ta sẽ nghe nội dung cuộc trao đổi phỏng vấn của đồng chí Bí thư Thành ủy Hội An nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phóng sự Phát huy dân chủ và tinh thần tự quản cộng đồng. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin như sau. Đúng ngày kỷ niệm tròn 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020, Thành ủy Hội An đã tổ chức trang trọng cuộc gặp mặt kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này của đất nước và dân tộc. Đông đảo các cán bộ lãnh đạo thị ủy, Thành ủy Hội An qua các thời kỳ và lãnh đạo ở cơ sở hiện tại đã tham dự cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại cuộc gặp mặt, các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ đã phát biểu trình bày tâm tư tình cảm, kiến nghị đề xuất một số nội dung gắn liền với dịp kỷ niệm 90 năm thành lập, cống hiến và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Hội An, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tháng 3 và tháng 4 năm nay, đồng hành cùng những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, các tổ chức tôn giáo và bà con người Hoa trên địa bàn thành phố đã đến tặng hoa chúc mừng lãnh đạo thành ủy, các đảng bộ xã phường, các cơ sở đảng trực thuộc cũng tổ chức kỷ niệm trang trọng ngày thành lập Đảng, trao huy hiệu cho các đảng viên đã gắn bó cống hiến nhiều năm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng ngày hội lịch sử đáng tự hào, biểu thị quyết tâm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Sáng ngày 30 tháng 1, nhằm mồng 6 Tết Canh Tý, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc gặp mặt triển khai công tác đầu năm mới. Từ ngày 29 âm lịch đến mồng 3 Tết, Hội An đón khoảng 24.600 lượt khách đến lưu trú, trong đó có 20.300 lượt khách quốc tế. Hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu tại các chợ tương đối đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Việc đảm bảo đời sống trợ cấp tế cho nhân dân và các đối tượng chính sách xã hội đã được thành phố, các ban ngành và xã phường triển khai kịp thời. Đời sống của nhân dân trong dịp Tết cơ bản ổn định, không khí đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020, đồng chí Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An đã dành cho phóng viên đài chúng tôi cuộc trao đổi phỏng vấn đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, xuân Canh Tý năm 2020 vừa mở ra cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hân hoan phấn khởi kỷ niệm tròn 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Xin đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết những hoạt động tập trung đáng chú ý của thành phố nhân kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Cùng với toàn Đảng và toàn dân đang hân hoan tổ chức rất nhiều sự kiện, nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm. Thì đối với Đảng bộ Hội An thì chúng tôi cũng rất là vinh dự, tự hào là tiến hành các hoạt động cũng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Hội An và cũng góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Nam chính trên địa bàn của Hội An mình. Thì trong năm nay thì vì cái ý nghĩa như vậy và cái kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương nó cũng gần kề, cho nên là chúng tôi gắn kết hai cái dịp kỷ niệm này thành một chuỗi các cái hoạt động thiết thực. Thì trước hết là mở một cái đợt sinh hoạt chính trị, một cái đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng tổ chức thi tìm hiểu về 90 năm mà Đảng bộ thành phố Hội An trong lực lượng học sinh các cấp. Thứ ba là tổ chức triển lãm hình ảnh và hiện vật giới thiệu về chặng đường 90 năm của Đảng bộ thành phố Hội An. Rồi tổ chức đi thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, thăm các căn cứ cách mạng của Hội An trong kháng chiến để thể hiện cái đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã có công nuôi dưỡng đùm bọc cho những cán bộ chiến sĩ cách mạng Hội An hoạt động trong thời kỳ chiến tranh. Rồi việc rất ý nghĩa nữa là Hội An phối hợp với một số ngành của tỉnh tiến hành động thổ một cái công trình rất ý nghĩa, đó là di tích nơi mà thành lập cái đảng bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tại cây thông 1, nay thuộc phường Tân An của thành phố. Thưa đồng chí, một mùa xuân mới vừa mở ra, một năm mới cũng chính thức bắt đầu. Xin đồng chí điểm lại vài nét những thành quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố theo nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trong năm kỷ hợi 2019 vừa qua. Có thể nói rằng năm nay chúng tôi ăn một cái Tết rất vui,
Đảng bộ và nhân dân Hội An rất phấn khởi nhờ thành tựu đã lập được trong suốt cả năm 2019. Trước hết là về kinh tế, thì Hội An cũng tiếp tục tăng trưởng kinh tế, nhất là kinh tế du lịch dịch vụ. Lượng du khách đến Hội An ngày càng tăng, và nó cũng đã tạo nên sinh kế việc làm cho rất nhiều người dân. Thì nhờ cái dịch vụ thông qua con đường du lịch thì nhiều người dân đã phát triển rất là tốt về kinh tế, và chính nhờ vậy mà Hội An cho đến nay là huyện đã được xóa xong hộ nghèo cách đây 3 năm và đang duy trì một cách bền vững. Thành tựu thứ hai là cũng trong kinh tế là thu ngân sách thì cũng đạt con số sắp xỉ 2.000 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Và cũng nhờ từ cái nguồn thu này thì chúng tôi tái đầu tư để phát triển rất là nhiều lĩnh vực khác. Thứ ba là về văn hóa xã hội thì có rất là nhiều cái hoạt động khởi sắc. Thì Hội An luôn luôn tổ chức các cái hoạt động mang tầm quốc tế như là giao lưu văn hóa Việt Nhật, Việt Hàn, rồi giao lưu tơ lụa giữa Hội An và quốc tế và châu Á, vân vân. Chính nhờ vậy mà trong năm 2019 thì nhiều tạp chí, nhiều tổ chức du lịch thế giới đã tôn vinh, đã bình chọn cho Hội An nhiều cái danh hiệu rất là cao quý. Vậy, thành phố Hội An tiếp tục xác định tâm thế và định hướng bước vào thực hiện kế hoạch năm Canh Tý 2020 như thế nào, thưa đồng chí? Về những cái định hướng cho năm tới thì về lĩnh vực kinh tế, thực hiện các cái giải pháp để tiếp tục kích thích cho sự phát triển hơn nữa về ngành kinh tế du lịch dịch vụ. Bên cạnh việc đầu tư thêm các cái điểm đến, những cái tour tuyến tham quan, mở rộng không gian du lịch ra ở ngoại ô để vừa kéo giãn du khách mà vừa tăng thêm cái nguồn thu, tạo thêm cái sinh kế cho người dân ở vùng ven. Rồi chúng tôi cũng khuyến khích huy động các cái nguồn lực xã hội để đầu tư cho sự phát triển. Về văn hóa xã hội thì hiện nay bên cạnh sự tổ chức các cái sự kiện, những cái lễ hội văn hóa định kỳ quy mô quốc gia quốc tế của Hội An á, thì chúng tôi cũng tiến hành song song đề án nhân tình thuần hậu. Về an ninh quốc phòng thì tăng cường thêm hơn nữa cái giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. Về xây dựng hệ thống chính trị thì chúng tôi cũng đã tiến hành chuẩn bị các khâu từ nội dung, nhân sự và các khâu có điều kiện chuẩn bị phục vụ khác để tiến hành đại hội các cấp. Trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành cho đài chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam với các nội dung sau đây. Chủ động phòng và kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây nên, từ ngày 3 tới Canh Tý vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban, thành lập đội cấp cứu lưu động, giao trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa thành phố phân công mỗi đơn vị 2 cán bộ y tế thường trực hàng ngày, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu khi có tình huống xảy ra. Đồng thời thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin và xử lý ca nghi nhiễm qua các số điện thoại 0914 478 489 hoặc 0967 771 313. Bắt đầu từ sáng 4 tới Canh Tý, chính quyền thành phố cũng đã thực hiện chủ trương phát khẩu trang y tế cho du khách tham quan. Tại 11 quầy vé bố trí khắp trục đường dẫn vào khu phố cổ, các nhân viên thực hiện nhiệm vụ phát khẩu trang miễn phí cho du khách có nhu cầu sử dụng. Ủy ban nhân dân thành phố cũng quyết định dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân như ngày hội bắp nếp Cẩm Nam, lễ Tết Nguyên Tiêu, lễ hội giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng và đua ghe đảo thủy đầu xuân tại Cẩm Kim, v.v. để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, các đơn vị hữu quan và các địa phương tại thành phố Hội An đang chuẩn bị các bước cần thiết để tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 vào ngày 10 tháng 2 nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý. Theo phương châm đảm bảo trang trọng đúng quy định, đợt này toàn thành phố có 125 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã thực hiện đầy đủ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2019 đi qua đã để lại dấu ấn một năm hoạt động của mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên với những nỗ lực vượt bậc và sáng tạo không ngừng, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức tốt các hoạt động và sâu sát ở cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,
Mặt trận các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai cuộc vận động gắn với các phong trào, các chương trình về giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, văn minh đô thị. Qua triển khai thực hiện đã huy động được nội lực trong nhân dân tham gia duy trì và xây dựng các mô hình, công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tính tự quản trong cộng đồng. Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ các hộ cận nghèo và khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, không để tái nghèo. Ít nhất, mỗi tổ chức thành viên trợ giúp 5 hộ gia đình. Từ nguồn quỹ vì người nghèo vận động được, Ủy ban Mặt trận các cấp đã hỗ trợ 750 triệu đồng cho 924 trường hợp để xây mới, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh, giúp đỡ con em học sinh nghèo, trao phương tiện sản xuất, v.v. Năm nay thì theo quỹ người nghèo của phường, chúng tôi đã chi ra gần 100 triệu đồng để giúp đỡ những vấn đề bất hạnh, những hộ nghèo, những hộ cận nghèo, ốm đau. Và qua đó thì đối với Mặt trận phường Cửa Đại rất có uy tín trong cộng đồng dân cư. Trong công tác dân chủ pháp luật của mặt trận, năm qua đã xuất hiện nhiều dấu ấn mới đáng ghi nhận. Các hoạt động giám sát theo chuyên đề, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Ủy ban Mặt trận từ thành phố đến các xã phường triển khai đồng bộ, đáp ứng lòng mong đợi của đông đảo nhân dân nhờ chọn lựa sát hợp những nội dung có liên quan với đời sống ở địa bàn dân cư, gắn bó với những điều dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Công tác phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã tạo được bước chuyển tích cực. Ủy ban Mặt trận thành phố đã tổ chức đạt kết quả hội nghị phản biện về dự thảo quy hoạch, phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp của Lao Chàm. Các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý xây dựng cán bộ công chức viên chức, phòng quản lý đô thị và trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An. Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố, vân vân. Chúng tôi nhận thấy là các hoạt động tham gia theo cái chức năng của mặt trận thì đã được rõ nét hơn. Nổi bật trong các hoạt động đó là các hoạt động thực hiện các quyết định xây dựng đảng, tham gia mặt trận, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở các cấp mặt trận. Các cái cuộc giám sát của mặt trận đều được có kế hoạch cụ thể và tổ chức bài bản, chất lượng, đã làm tốt lên cái vai trò giám sát của mặt trận. Cái vai trò mặt trận trong việc giám sát phản biện xã hội cũng đã được đề cao. Là một đô thị thương cảng cổ xưa, di sản văn hóa thế giới, lãnh đạo đảng, chính quyền và mặt trận thành phố luôn quan tâm chăm lo công tác tôn giáo, người Hoa và đối ngoại nhân dân. Cùng với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, thể hiện nếp sống văn hóa, tốt đời đẹp đạo, bà con người Hoa và đạo hữu đã tích cực hưởng ứng, đồng thuận, tham gia nhiều phong trào tự quản, sáng tạo như xây dựng tuyến đường văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường thôn, khu phố, sáng, xanh, sạch đẹp, nói không với túi ni lông, nói không với ma túy, phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, v.v. Chúng tôi đã có một mối gắn kết, đoàn kết với các tôn giáo để xây dựng những cái mô hình nó phù hợp với thực tiễn. Ví dụ như là chúng tôi đã có cái chương trình ký kết và phát động xây dựng cái mô hình là gia đình Phật tử Minh Quang nói không với túi ni lông, là giảm thiểu sử dụng túi ni lông. Mà qua đó chúng tôi cũng đã phát được trên gần 200 giỏ đi chợ cho đồng bào Phật tử để tham gia cái giảm thiểu cái túi ni lông hiện nay đang là một cái vấn nạn rác thải của địa bàn thành phố. Và đồng thời là thực hiện cái chương trình liên tịch đối với mặt trận với công tôn giáo về cái tình hình an ninh trật tự, thì mặt trận Cẩm Phô cũng đã phối hợp với hội đồng mục vụ giáo xứ Hậu An và được sự đồng thuận và hưởng ứng rất là nhiệt tình của linh đoàn minh, thì chúng tôi đã xây dựng và phát động mô hình đó là đồng bào công giáo nó không có ma túy. Các hoạt động sự kiện văn hóa du lịch, giao lưu hợp tác hữu nghị tổ chức trên địa bàn thành phố được Ủy ban Mặt trận các cấp vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, đồng bào theo đạo, cộng đồng người Hoa đã đồng hành đóng góp với nhiều việc làm thiết thực cụ thể, góp phần giữ mãi hình ảnh Hội An nhân tình thuần hậu, điểm đến văn hóa yêu thích hàng đầu châu Á và của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.